đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian hóa thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc. Hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 4 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh hôm nay có bài Mặt trận các cấp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, giám sát cộng đồng. Trước hết là điểm lại một số thông tin nổi bật trong tuần. Trong tuần, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lễ khai mạc Ngày Hội mắm Châu Đốc An Giang đặc sản các vùng miền năm 2022. Tại lễ khai mạc, tổ chức kỷ lục Việt Nam Việt Kings đã trao bằng và quy hiệu xác nhận kỷ lục Thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang, địa phương có nhiều cơ sở sản xuất mắm Nam Bộ nhất tại Việt Nam. Ban tổ chức ngày hội mắm Châu Đốc An Giang đặc sản các vùng miền năm 2022 đã dinh danh trao tặng kỹ vật cho 17 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh mắm truyền thống, những đơn vị góp phần tạo nên danh tiếng nghề mắm hơn trăm năm qua của vùng đồng bằng Châu Thổ, đồng thời tri ân những địa phương có chương trình biểu diễn cộng đồng tại ngày hội gồm các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Long An, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu, hai quyện Tịnh Biên, An Phú, tỉnh An Giang. Trong khuôn viên ngày hội, ban tổ chức đã trưng bày, giới thiệu các sản phẩm được chế biến từ lúa gạo, thủy sản, đặc sản dùng miền, sản phẩm ô cấp địa phương, sản phẩm du lịch, ẩm thực các địa phương, các món ăn đặc trưng của đồng bào, các dân tộc, thiết kế tiểu cảnh tái hiện và tôn vinh ngày làm khô, mắm, truyền thống của người dân An Giang xưa và nay, triển lãm thành tựu kinh tế xã hội của thành phố Châu Đốc đồng thời phục dựng bốn gian nhà truyền thống kết hợp tái hiện đời sống sinh hoạt hàng ngày gian quá gian nghệ ẩm thực của dân tộc anh em kinh khmer chăm hoa đang sinh sống trên địa bàn an giang cùng với đó là gian hàng tái hiện đời sống gian quá kết hợp biểu diễn gian nghệ cộng đồng của đồng bào dân tộc khmer tỉnh sóc trăng cồng Chiên tỉnh đắk lắc tây bắc Đờn ca tài tử tỉnh bạc liêu siết tỉnh long an một trong những hoạt động thu hút khách tham quan là không gian văn hóa ẩm thực, giới thiệu các món ăn địa phương chế biến từ mắm và một số món ăn đặc trưng của An Giang. Song song đó là chương trình giao lưu văn nghệ giữa các đơn vị tham gia với du khách, tổ chức các hoạt động, trò chơi dân gian, hoạt động chấm giải, gian hàng đẹp và ấn tượng. Ngoài ra còn có hội nghị kết nối giao thương chủ đề, sản phẩm ô cấp và đặc sản dùng miền gắn với thị trường tiêu thụ và hoạt động du lịch. Ngày hội mắm Châu Đốc An Giang đặc sản các vùng miền năm 2022 mở cửa từ 8 giờ sáng đến 21 giờ 30 phút hàng đêm, bắt đầu từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 4, giao cổng miễn phí. Trong đó, ngày 20 tháng 4 có biểu diễn cộng đồng và giao lưu văn nghệ các tỉnh. Thành phố ngày 21 tháng 4 là biểu diễn cộng đồng dân tộc Khmer Sóc Trăng và Siết Long An ngày 22 tháng 4 có biểu diễn còng chiên đắk lắc, giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại, uống rượu cần. Ngày 23 tháng 4 là hoạt động giao lưu đờn ca tài tử bạc liêu an giang và các tỉnh thành phố. Ngày 24 tháng 4 tổ chức trao giải gian hàng đẹp ấn tượng và hoạt động tổng kết ngày hội. Trong tuần, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư An Giang phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các sở ngành, đơn vị liên quan tổ chức hội nghị kết nối giao thương chủ đề sản phẩm ô cốp và đặc sản vùng miền gắn với thị trường tiêu thụ và hoạt động du lịch. Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ định hướng phát triển sản phẩm ô cớp phục vụ du lịch, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, khai thác tiềm năng du lịch để thúc đẩy phát triển sản phẩm ô cớp và đặc sản dùng miền, vai trò của công tác xúc tiến trong quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp. Theo đó, các tỉnh thành phố đã thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ, hợp tác và phối hợp tổ chức chuỗi phiên chợ cuối tuần, cũng như tạo điều kiện để doanh nghiệp các địa phương gặp gỡ, kết nối giao thương trong tuần, Quỹ ban Nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức lễ khánh thành nhà thi đấu đa năng thành phố. Nhà thi đấu đa năng thành phố Châu Đốc nằm trên đường Tân Lộ Kiều Lương, khóm Châu Thới Một, phường Châu Phú B, là công trình dân dụng nhóm B, có tổng mức đầu tư 146 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công của ngân sách tỉnh và thành phố. Nhà thi đấu có đầy đủ các hạng mục như sân thi đấu đa năng, kháng đài, có sức chứa 2.000 chỗ, bố trí sân tập đa dụng, kết hợp không gian triển lãm các phòng chức năng hành chính, quản trị điều hành, phòng quấn luyện viên, vận động viên, khu vực dành cho người khuyết tật, phòng trọng tài, y tế, thể dục thể hình, công trình đã hoàn thành và bàn giao sớm 6 tháng so dự kiến. Cũng trong tuần, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ 9 năm 2021. Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Châu Đốc lần thứ 9 năm 2021 có sự tham gia của các vận động viên đến từ 7 phường xã và 3 khối, gồm lực lượng vũ trang, công nhân viên chức lao động, ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Châu Đốc có 14 môn thi đấu, gồm bóng đá, bóng truyền, diệt giả, điền kinh, bi cờ vua, cờ tướng, cầu lông, quần vợt, giỏ tay quân đô, giỏ vô vi nam, bơi lội, kéo co và đẩy gậy trong tuần, quỹ ban nhân dân thành phố châu đốc hợp ra sót công tác chuẩn bị các nghi thức truyền thống lễ hội dưới bà Chúa xứ núi sam năm 2022 trong tình hình dịch bệnh covid-19. Lễ hội dưới bà Chúa xứ núi sam năm 2022 diễn ra từ ngày 22 tháng 5 2022 đến ngày 27 tháng 5 2022 tức ngày 22 tháng 4 âm lịch đến ngày 27 tháng 4 âm lịch theo hai phương án Phương án 1: Tổ chức nghi thức lễ hội và các hoạt động khác phục vụ lễ hội trong điều kiện bình thường mới, phần lễ quy mô tổ chức theo thông lệ hàng năm, không tổ chức lễ khai hội, phần nghi thức truyền thống gồm lễ phục hiện và lễ hội đường phố, thời gian tổ chức vào 15 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2022, tức 22 tháng 4 âm lịch. Lễ tắm bà thời gian tổ chức vào lúc 24 giờ đêm ngày 23 tháng 5 năm 2022, tức 23 tháng 4 âm lịch lễ thỉnh sắc thần, lễ túc yết và xây chầu, lễ chánh tế, lễ hồi sắc, dẫn giữ theo nghi thức truyền thống hàng năm và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định. Phần hội, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thả đèn, hoa đăng, các hoạt động tuyên truyền, tập quấn, xuất bản, tạp sang, thông tin, triển lãm, công tác kiểm tra và các hoạt động khác phải đảm bảo giải pháp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế theo quy định phòng chống dịch phương án 2, tổ chức nghi thức lễ hội và các hoạt động khác phục vụ lễ hội trong tình hình dịch COVID-19. Quy mô, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, không tổ chức lễ khai hội, phần nghi thức truyền thống, phần hội, đối với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thả đèn, hoa đăng, tập trung đông người thì tạm dừng, không thực hiện. Các hoạt động tuyên truyền, tập quấn, xuất bản tập sang, công tác kiểm tra và những nhiệm vụ không tập trung đông người vẫn thực hiện theo kế hoạch trong tuần quỹ ban nhân dân thành phố châu đốc tổ chức họp ra soát công tác chuẩn bị tổng kết một năm thí điểm thực hiện trung tâm phục vụ hành chính công và chuẩn bị khai trương trung tâm điều hành thông minh ioc sau một năm đưa vào hoạt động thí điểm trung tâm phục vụ hành chính công thành phố trung tâm phục vụ hành chính công thành phố đã xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động hiện vẫn tiếp tục củng cố và kiện toàn bộ máy nhiệm vụ chức năng đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật và đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất nhân sự quy chế hoạt động phục vụ công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính đáp ứng sự hài lòng của người dân trên địa bàn thành phố Kể từ thời điểm thành lập, trung tâm có hai lần tạm ngưng tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Nhưng với quyết tâm của tập thể lãnh đạo công chức viên chức đã duy trì được hoạt động ổn định và là đầu mối tập trung để thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị đối với tổ chức và cá nhân theo cơ chế một cửa liên thông tham gia đề xuất các giải pháp hiện đại hóa nền hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào các giao dịch hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao. Quá trình hoạt động, trung tâm không phát sinh tiêu cực, khiếu nại tố cáo đối với các lĩnh vực hành chính. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đóng góp nội dung về công tác chuẩn bị tổ chức tổng kết một năm thí điểm thực hiện Trung tâm Phục vụ Hành chính công và chuẩn bị khai trương Trung tâm Điều hành Thông minh IOC. Trong tuần, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức thông tin thời sự tháng 4 năm 2022. Buổi thông tin thời sự được Thiếu tá Bùi Đông Hải, Phó Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự thành phố, thông tin các nội dung thời sự quốc tế, khu vực và trong nước, nổi bật trong thời gian gần đây và chuyên đề một số vấn đề về cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraine. Chuyên đề một số vấn đề về quốc phòng an ninh, bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, chuyên đề kết quả chuyến thăm kiểm tra quần đảo Trường Sa, nhà dạng DK1 của đoàn công tác tổng cục chính trị tháng 4 năm 2022, tổng hợp tình hình thời sự nổi bật trong tháng 4 năm 2022, tuyên truyền 152 năm ngày sinh Lenin 20 tháng 4 1870 20 tháng 4 2022. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của mọi cán bộ chiến sĩ trong tiếp cận thông tin, đấu tranh với các quan điểm sai trái, không để mơ hồ mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giúp cho mọi cán bộ chiến sĩ xác định tốt chức trách sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, các hành vi bị nghiêm cấm 1. Trộm cắp hoặc tháo gỡ dây néo, dây tiếp địa, trang thiết bị của lưới điện treo lên cột điện, vào trạm điện hoặc khu vực bảo vệ an toàn công trình điện khi không có nhiệm vụ. 2. Sử dụng công trình lưới điện cao áp vào mục đích khác khi chưa được sự thỏa thuận với đơn vị quản lý công trình lưới điện cao áp. 3. Thả diều, giật bay gần công trình lưới điện cao áp có khả năng gây sự cố lưới điện. 4. Lắp đặt anten thu phát sóng, dây phơi, dàn giáo, biển, hộp đèn quảng cáo và các vật dụng khác tại các vị trí mà khi bị đổ rơi có thể gia chạm vào công trình lưới điện cao áp. 5. Trồng cây hoặc để cây vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây dẫn điện trên không trạm điện. 6. Bắn chim đậu trên dây điện trạm điện hoặc quăng ném bất kỳ vật gì lên đường dây điện trạm điện. 7. Đào đất gây lúng sụt công trình lưới điện cao áp trạm điện. 8. Đắp đất xếp các loại vật liệu thiết bị hoặc đổ phế thải, vi phạm khoảng cách an toàn. 9. Sử dụng cột điện, trạm điện để làm nhà, lều quán, buộc gia súc hoặc sử dụng vào mục đích khác. 10. Nổ mìn, mở mỏ, xếp chứa các chất dễ cháy nổ, các chất hóa học có khả năng gây ăn mòn hoặc hư hỏng các bộ phận của công trình lưới điện. 11 đốt nương rẫy, sử dụng các phương tiện thi công gây chấn động hoặc có khả năng làm hư hỏng sự cố công trình lưới điện, trạm điện, nhà máy điện. 12. Điều khiển các phương tiện bay có khoảng cách đến bộ phận gần nhất của công trình lưới điện cao áp nhỏ hơn 100m trừ trường hợp phương tiện bay làm nhiệm vụ quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa đường dây điện được phép theo quy định. 13 để cây đổ vào đường dây điện khi chặt tỉa cây hoặc lợi dụng việc bảo vệ sửa chữa công trình lưới điện cao áp để chặt cây. 14. Các hành vi khác vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của mặt trận các cấp, nhất là ở cơ sở, nhằm phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội trong đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị thành phố giám sát là đòi hỏi khách quan của xã hội để xây dựng xã hội dân chủ công bằng văn minh triển khai hiệu quả nhiệm vụ giám sát của mặt trận tổ quốc các cấp không chỉ là một trọng trách được đảng nhà nước và nhân dân giao cho mặt trận tổ quốc mà còn là dịp để mặt trận tổ quốc khẳng định giai trò của mình trong đời sống xã hội mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố châu đốc xác định đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên lâu dài góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị phát triển kinh tế xã hội nâng cao dân chủ của nhân dân với chủ đề công tác năm 2022 là đoàn kết dân chủ, năng động sáng tạo, tận tụy trách nhiệm, chất lượng hiệu quả, mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố đã và đang tập trung triển khai công tác thông tin tuyên truyền về các ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước và của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tập hợp, tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân để phản ánh với Đảng và nhà nước, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống dịch Covid-19 với phương châm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Cùng với đó, tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo và các phong trào cuộc vận động do địa phương phát động. Mỗi phong trào mỗi cuộc vận động phải lựa chọn một đến hai nội dung để tập trung triển khai trọng tâm, tạo được sức bật chuyển biến thực sự trong thực hiện. Về hoạt động giám sát, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc xác định các chuyên đề, lĩnh vực cụ thể và tổ chức hướng dẫn mặt trận các cấp đồng loạt triển khai. Ngoài ra, hoạt động hướng vào những điểm nóng, những vụ việc cụ thể mà nhân dân quan tâm. Trên cơ sở đó, để tổng hợp kết quả và kiến nghị với các cấp ủy đảng chính quyền, bên cạnh đó phải tạo sự gắn kết giữa công tác nắm tình hình nhân dân, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri với giám sát phản biện xã hội, nhận thức đúng tầm quan trọng của giám sát cộng đồng. Trong những năm qua, mặt trận tổ quốc các cấp thành phố châu đốc với vai trò là liên minh chính trị, là tổ chức rộng rãi của nhân dân đã vận động nhân dân tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị các cấp tại thành phố ngày càng vững mạnh. Hoạt động giám sát góp phần thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chương trình, dự án kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng, kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp phát hiện những dân tố mới, những mặt tích cực để kịp thời phổ biến nhân rộng, góp phần xây dựng đảng và nhà nước trong sạch vững mạnh, làm cho đất nước, cho địa phương phát triển nhanh và bền vững. Công tác giám sát cộng đồng cũng được mặt trận tổ quốc các phường xã trên địa bàn thành phố triển khai hiệu quả. Thông qua hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã góp phần hạn chế những sai phạm tiêu cực, nâng cao chất lượng các công trình dự án trên địa bàn. Ban giám sát đầu tư của cộng đồng của các phường xã đã thành lập tổ giám sát và thường xuyên cử thành viên luân phiên giám sát quá trình thi công, bằng sự vào cuộc tích cực của ban giám sát đầu tư của cộng đồng những sai sót đã được kịp thời phát hiện qua đó kịp thời kiến nghị chủ đầu tư nhà thầu điều chỉnh bảo đảm chất lượng các công trình trên địa bàn điều mong muốn của nhân dân thành phố là hoạt động giám sát và phản biện xã hội của mặt trận thực sự góp phần làm cho chủ trương chính sách pháp luật của đảng và nhà nước sát hợp với đời sống xã hội bộ máy và cán bộ trong hệ thống chính trị ngày càng được nâng cao về năng lực cũng như phẩm chất đạo đức tác phong công tác chống quan liêu tham nhũng lãng phí để ngày càng đáp ứng tốt hơn công cuộc đổi mới của đất nước, của thành phố Châu Đốc cũng như nâng cao vị thế của mặt trận, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ. Xác định công tác giám sát là nhiệm vụ quan trọng nên hàng năm, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc đã phối hợp các tổ chức thành viên xây dựng các chương trình phối hợp về giám sát và tổ chức triển khai thực hiện các lĩnh vực nội dung giám sát tập trung vào việc giải quyết những bức xúc đòi hỏi của đông đảo nhân dân trên cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện một cách khoa học sát giới yêu cầu và điều kiện thực tế bảo đảm tính khả thi qua đó báo cáo cấp quỹ người đứng đầu cấp quỹ và chính quyền kịp thời giải quyết những phản ánh kiến nghị góp ý thiết thực của nhân dân nhiều ý kiến kiến nghị sau giám sát được chính quyền các cấp tiếp thu phản hồi giải quyết có tình có lý và kịp thời góp phần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác giám sát của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, trong thời gian tới, thành phố Châu Đốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc trong các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân, các quy định của đảng và nhà nước về giám sát, sự quan tâm của cấp quỹ quyết định hiệu quả hoạt động giám sát. Đối với chính quyền các cấp, cần có chương trình phối hợp cụ thể, tạo điều kiện để mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cung cấp, thực hiện chức năng giám sát hướng dẫn sử dụng kinh phí, bảo đảm các điều kiện vật chất cho hoạt động giám sát. Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội các cấp tiếp tục phát huy vai trò chủ thể, chủ động tích cực xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát hàng năm. Lựa chọn hình thức giám sát phù hợp với từng cấp thực hiện, từng nội dung giám sát, việc lựa chọn phương pháp giám sát phải bám sát hướng dẫn, các quy định quy chế để triển khai thực hiện đúng quy trình, đồng thời vận dụng linh hoạt cách làm sáng tạo phù hợp với thực tiễn địa phương và nội dung lĩnh vực giám sát đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, xây dựng thành phố Châu Đốc ngày càng giàu đẹp văn minh. Quý vị và các bạn vừa nghe bài mặt trận các cấp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, giám sát cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối tháng 3 năm nay, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra một vài vụ cháy gây thiệt hại tương đối lớn về tài sản của người dân mà nguyên nhân đang được xác minh làm rõ. Thượng tá Võ Phúc Thọ, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an An Giang cho biết, trong thời gian qua đại dịch Covid-19 ở An Giang diễn biến phức tạp và ảnh hưởng rất lớn đến các mặt đời sống của nhân dân. Doanh nghiệp cũng như trong công tác phòng cháy chữa cháy Trước tình hình đó, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tham mưu cấp trên ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về công tác phòng cháy và phối hợp chữa cháy. Qua đó, các đơn vị chức năng chủ động nắm tình hình, xây dựng chương trình kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cũng như xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan. Thượng tá Võ Phúc Thọ chia sẻ, trong năm qua, toàn tỉnh xảy ra 7 vụ cháy nhà ở riêng lẻ hoặc nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh với mức thiệt hại bình quân khoảng 1,3 tỷ đồng một vụ. Nếu so sánh với cùng kỳ, tình hình cháy trên địa bàn tỉnh được kiềm chế, kéo giảm ở cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương. Kết quả này là sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền về phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy với nhiều mô hình thiết thực tại thành phố Long Xuyên và huyện Thoại Sơn. Cũng theo thượng tá Thọ, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng đã tham mưu đảng ủy công an An Giang thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Đồng thời thường xuyên quan tâm động viên thăm hỏi, tặng quà cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn để mọi người an tâm công tác, không ngừng nỗ lực và phân đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo dự báo trong thời gian tới, số lượng cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ tăng lên từ 3 đến 5% so với hiện tại. Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa tiếp tục phát triển cũng kéo theo sự gia tăng các khu đô thị, công trình phức hợp, khu kinh tế, cơ sở kinh doanh, sản xuất nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao. Ngoài ra, biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, thiên tai dông lốc, thời tiết khô hành, nắng nóng kéo dài cũng gia tăng nguy cơ cháy nổ. Ông Đặng Anh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang cho biết, trong suốt hơn 20 năm qua, công ty luôn là đơn vị đồng hành trong việc tiếp nước cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tại thành phố Long Xuyên và các địa phương khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Điển hình vụ cháy xảy ra vào khoảng 8 giờ 40 phút ngày 30 tháng 3 vừa qua đơn vị nhận được thông tin về vụ cháy xảy ra tại khu vực tổ 12, khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên. Ngay lập tức, công ty điều động 20 công nhân, một xe bồn loại lớn đến hiện trường để tiếp nước cho lực lượng chức năng tham gia cứu quả và hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, vật dụng để giảm thiểu thiệt hại ở khu vực xảy ra cháy. Trước đây, trên đường Thủ Khoa Quân thuộc phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, xảy ra vụ cháy vào buổi trưa khi anh em công nhân đang lái xe bồn đi tưới cây ngay lập tức nhóm công nhân này đến hiện trường dùng súng phun nước khống chế không cho ngọn lửa cháy lan sang các nhà dân lân cận trước khi lực lượng phòng cháy chữa cháy làm nhiệm vụ việc làm này của chúng tôi đã được người dân chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng ghi nhận đánh giá cao và khen ngợi đồng thời công ty đã nhiều lần được ban giám đốc công an an giang tặng giấy khen về sự phối hợp này với lực lượng phòng cháy chữa cháy ông dũng chia sẻ và cho rằng tất cả các xe khi về đến đơn vị phải được bơm nước dự phòng để dự phòng trường hợp có sự cố cháy xảy ra. Cũng theo ông Dũng, quan điểm của lãnh đạo công ty là luôn động viên công nhân làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để giúp người dân hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Số công nhân được quy động đến hiện trường cũng luôn bám trụ để tiếp nước cho đến khi nào lực lượng phòng cháy chữa cháy bảo kết thúc mới thôi. Ông Dũng khẳng định cũng có trường hợp khi anh em công nhân vừa về đến nhà định nghỉ ngơi thì hay tin đám cháy bùng phát nên phải tiếp tục quay lại làm nhiệm vụ tiếp nước. Ngoài ra chúng tôi còn tham gia tiếp nước cho các cơ quan, doanh nghiệp, thực hiện công tác diễn tập về phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi luôn trong tư thế sẵn sàng tiếp nước cho dù sự cố cháy xảy ra bất cứ thời điểm nào trong ngày. Bản thân tôi trước đây cũng từng trực tiếp theo xe bồn để tham gia hỗ trợ nước chữa cháy. Tinh thần anh em là giúp được gì cho dân thì cứ giúp, chứ không phân biệt lãnh đạo hay công nhân. Quý vị và các bạn vừa nghe bài cùng nhau chống giặc lửa. thưa quý vị và các bạn trong những năm qua dưới sự quan tâm của các cấp các ngành phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn phường vĩnh quân phát triển đa dạng thu hút đông đảo người dân tham gia số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên ngày càng tăng phong trào thể dục thể thao phát triển rộng khắp khơi dậy ý thức rèn luyện sức khỏe trong nhân dân góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống tạo khí thế thi đua lao động sản xuất có thể nói phong trào thể dục thể thao của phường luôn được cấp ủy đảng và chính quyền quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể dục thể thao của người dân. Công tác xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao mang lại chuyển biến tích cực. Hầu hết các khóm trên địa bàn đều thành lập các câu lạc bộ thể dục thể thao, duy trì sinh hoạt thường xuyên đáp ứng nhu cầu luyện tập và thi đấu của người dân như câu lạc bộ cờ tướng, câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ bóng chuyền. Hàng năm, vào ngày lễ lớn, địa phương đều tổ chức giải thể dục thể thao cấp phường hay tổ chức thi đấu giao lưu với các xã phường trong toàn thành phố. Qua các giải thi đấu đã thu hút đông đảo cán bộ viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân tham gia. Đây là dịp giúp địa phương phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có tổ chức để bồi dưỡng, rèn luyện, tham gia thi đấu các giải cấp thành phố và cấp tỉnh. Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 vừa qua. Phường Dĩnh Quân tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 9 với khí thế sôi nổi hấp dẫn, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. Đại hội nhằm đánh giá cuộc vận động toàn chân rèn luyện thân thể theo gương Bắc Hồ vĩ đại của phường trong những năm qua, đồng thời tiếp tục thúc đẩy phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Đại hội thể dục thể thao Phường Vĩnh Quân lần thứ 9 tổ chức thi đấu 5 môn gồm bóng đá, bóng chuyền, diệt giả, đẩy gậy kéo co, với sự tham gia của hơn 200 vận động viên đến từ 7 đơn vị, gồm 4 đơn vị khóm, khối giáo dục và đào tạo khối lực lượng vũ trang, khối công nhân viên chức lao động trong suốt thời gian diễn ra đại hội, các trận thi đấu thu hút đông đảo người dân tham gia theo dõi cổ vũ nhiệt tình. Tuy nhiên, hiện toàn phường có một sân bóng đá, một sân bóng chuyền và nhiều sân tự phát trong cộng đồng dân cư. Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể dục thể thao còn hạn chế. Hoạt động thể thao chủ yếu là luyện tập tại sân tự phát trong cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, kinh phí tổ chức các giải thi đấu, giao lưu thể thao chủ yếu từ nguồn xã hội hóa, chưa có hỗ trợ duy trì hoạt động của các đội thể thao việc duy trì hoạt động thể dục thể thao chủ yếu là do ý thức tự giác luyện tập của người dân. Trong thời gian tới, phường Vĩnh Quân sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân trên địa bàn hiểu về ý nghĩa của việc tập luyện thể dục thể thao. Bên cạnh đó, quy động các nguồn lực trong xã hội xây dựng các thiết chế thể dục thể thao, tăng cường khai thác sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất tập luyện thể dục thể thao, tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao quần chúng nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn ngày càng phát triển rộng khắp. Quý vị và các bạn vừa nghe bài khơi dậy ý thức luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe của người dân. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế hộ gia đình là chính sách an sinh xã hội để chăm sóc sức khỏe nhân dân được nhà nước bảo hộ, không chỉ mục đích lợi nhuận do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là những người chưa có thẻ bảo hiểm y tế là thành viên có tên trong sổ hộ khẩu sổ tạm trú hoặc cùng đăng ký thường trú tạm trú tại chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật người sinh sống trong cơ sở bảo hiểm xã hội trừ những người đã có thẻ bảo hiểm y tế thuộc nhóm tham gia khác chức sắc chức việc nhà tu hành người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình người tham gia sẽ được Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế. Theo đó, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cụ thể cho các thành viên như sau: người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở hiện hành, với mức đóng tương ứng là 67.050 đồng một tháng, 804.500 đồng một năm. Người thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm trở đi đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50%, 40% mức đóng của người thứ nhất. Lựa chọn phương thức đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, bạn sẽ được hưởng các quyền lợi sau. Được nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe, được lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào tháng đầu của mỗi quý. Được chi trả chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi mức hưởng 80 đến 100% chi phí khi đi khám chữa bệnh trung tuyến. 100% chi phí khám chữa bệnh ngoại trú bệnh viện tuyến huyện gia khám chữa bệnh nội trú bệnh viện tuyến huyện tỉnh, 40% chi phí khám chữa bệnh nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương. Hãy tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. Liên hệ số hotline 1900 9068 hoặc đến cơ quan bảo hiểm xã hội, đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ về bảo hiểm y tế hộ gia đình thưa quý vị và các bạn bảo hiểm y tế là chính sách an sinh của đảng và nhà nước để chăm sóc sức khỏe nhân dân vì quyền lợi của nhân dân do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện khi không tham gia bảo hiểm y tế bạn sẽ không có thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe khi ốm đau bệnh tật phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh khi ốm đau khó có khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao và thuốc đắt tiền luôn lo lắng vì giá dịch vụ y tế ngày càng tăng cao kinh tế gia đình xa suốt khi không may mắc bệnh hiểm nghèo các thành viên khác trong gia đình sẽ không được nhà nước hỗ trợ kinh phí khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Hãy tham gia bảo hiểm y tế ngay hôm nay để được chia sẻ gánh nặng về tài chính khi ốm đau bệnh tật và bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Liên hệ số hotline 1900 9068 hoặc đến cơ quan bảo hiểm xã hội, đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh của đảng và nhà nước. Trong đó, học sinh sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên cả nước đều phải tham gia theo diện bắt buộc. Học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được nhà nước hỗ trợ mức đóng tối thiểu bằng 30% mức đóng hàng tháng. Theo đó, với mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở hiện hành, học sinh sinh viên chỉ phải đóng 70% mức đóng với số tiền tương ứng là 46.935 đồng một tháng, 563.220 đồng một năm. Lựa chọn phương thức đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên sẽ được hưởng các quyền lợi sau. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế để đi khám bệnh, chữa bệnh. Được chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định. Được chi trả 80% đến 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong phạm chi, mức hưởng và tỷ lệ hưởng theo quy định được lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào tháng đầu mỗi quý. Học sinh sinh viên đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tại cơ sở giáo dục và đào tạo nơi học sinh sinh viên đang theo học và thực hiện theo hướng dẫn. Vì lợi ích và quyền lợi của học sinh sinh viên, hãy cho con em mình tham gia bảo hiểm y tế ngay hôm nay. Bảo hiểm y tế, chính sách an sinh đồng hành chăm sóc sức khỏe cho học sinh sinh viên. Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện. Hãy liên hệ số hotline 1900 9068 hoặc đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội một lần là một trong những chế độ của chính sách bảo hiểm xã hội của Đảng và nhà nước. Tuy nhiên, hiện người lao động đang có xu hướng nhận bảo hiểm xã hội một lần để giải quyết nhu cầu tài chính trước mắt. Nhưng về lâu dài, việc nhận bảo hiểm xã hội một lần sẽ khiến người lao động bị thiệt thòi vì một số lý do sau số tiền khi nhận bảo hiểm xã hội một lần được ít hơn nhiều so với số tiền đã đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể, một năm mức đóng bảo hiểm xã hội bằng 22% nhân 12 tháng bằng 2,64 tháng lương, trong khi người lao động chỉ nhận được số tiền tương ứng 1,5 tháng lương cho những năm đóng trước năm 2014 và 2 tháng lương cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã được tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì không được tính vào thời gian làm cơ sở để tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội khác mất cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng khi hết tuổi lao động hoặc nếu đủ điều kiện hưởng thì mức hưởng lương hưu thấp do bị trừ đi thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã nhận được một lần không có lương hưu hàng tháng để trang trải cuộc sống khi về già cha phải sống phụ thuộc vào con cái hoặc người thân khi không còn khả năng lao động mất cơ hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí khi hết tuổi lao động để chăm sóc sức khỏe. Thân nhân không được hưởng trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất nếu người đã nhận bảo hiểm xã hội một lần không may qua đời sớm. Cơ quan bảo hiểm xã hội khuyến khích người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu nên tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với số năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt quá trình hưởng lương hưu để chăm sóc sức khỏe. Người lao động cần cân nhắc kỹ được giảm mức khi nhận bảo hiểm xã hội một lần, tránh được lợi trước mắt mà thiệt thòi lâu dài. Liên hệ số hotline 1900 9068 hoặc đến cơ quan bảo hiểm xã hội, đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. quý vị và các bạn thân mến chương trình phát thanh hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai xin kính chào tạm biệt